sống. Thì mời tam tòa tiên thánh công đồng chứng sát đại xuyên. Thuyết hạ thiên tâm thành bái đạo, cung thỉnh mời thành mẫu lai đạo từ xung. Đệ nhất thiên viên cung thỉnh mời mẫu đệ nhất thiên viên thành vân công xua thượng thiên ngự về. Ngự cung xung ngôi kiêu chính vị ở trên trời sở trị tư trong sáng như trong sáng như hương thần đồng tin hoa sửa sang việc đời. Mày lão tốt tươi diện huê, mày lão tốt tươi hình dung hiểu điệu miệng cười như tóc phượng già già lưng ong tóc phượng già già áo sông hương xa hài huy chân dày sa loan thanh gia huy đề nghị địa tiên cung thỉnh mời đề nghị địa tiên tích sơ sinh thánh trong đều sông xa nhạc sắc các thương đình sống nhạt sắc khác thường sáng xanh đổi một người vương cốt tình là thắm thơ bài siết bao là thắm thơ bài lòng tin khuân đoái một vài nét xuân Quỳnh Quế theo chân kiếp đời, Quỳnh Quế theo chân đổi ngang phố cát làm thần tư phương. Xuân đổi ngang cùng nơi phố cát này riêng một bầu gió mát trăng hay. Bát cảnh xanh xanh in đồ bát cảnh xanh xanh lâu tàn lá xanh thì thành cốt son trúc liễu lo bách tung đàn xuôi chim đành hành vượt ruổi loạn ca chim sứ lâu sứ đàn có biết lên chân tính hiện xa tan trên đàn hài ngạn nô nhang già nhiệt pháp dưới mong muốn chư tâm hài nội thất sau vẫn tùy giữ tiếp tường vân thành y tinh vân chư thật hiện toàn thân nam mô cũng rằng bồ tát ma tát nam mô hương cũng rằng bồ tát ma tát nam mô hương cũng rằng bồ tát ma tát sa loan thanh gia tam chúa tiên cung thỉnh mời để tam chúa tiên tích xưa sinh thánh giới tỏ thoại cung sớm kết loạn phòng kính xuyên sớm kết loạn phòng thảo mai tiểu thuyết đem lòng xeo chẳng xét ngay gian kính xuyên tràn chẳng xét ngay gian và người nữ để lầm than sao đành đỉnh non xanh một mình vò vò sớm khuya cùng
núi có ngàn cây. Chiều lá màn mây đen sang, chiều lá màn mây dưỡng thuần hoa quả bạn bày chúc mà. Trên dương thế có nhà nho sĩ văn tú tài lão nghĩ là nhớ ấm thùng nguyệt nì trẻ thơ, nhớ ấm thùng nguyệt xôi kinh nấu sử hàng truyền nì. Chân nhang phân khởi sung thiên thượng đệ tử tiền thành kim lô phong khoảnh khắc nhân luân tức biên bát thập phương tích đặt xa du biển đạt tiêu tai chứng nam mô hương cúng dạng bồ tát ma ha tát nam mô hương cúng dạng bồ tát ma ha tát nam mô hương cúng dạng bồ tát ma ha tát khai quang sóc nhan thập cờ siêu quang minh chiếu đạn xuyên ngã tích thẳng cúng dạng kim cung hoàng thân cặp thanh cho tiên trung tường ca lắng tận sở âm tự bi mật chúng sinh cố gắng tìm định lờ khai quang và chiếu tự chung sa loan thanh gia hồi cùng không mang nếu định bóng nó tôn quan cùng mang tiếng định sau tay sát thì chữ tình ông lươn chóc tà xuyển trời đất mưa xa chớp rồi nổi cơn giông cây cối đổ xô thành những điểm rồng bay phượng mùa tứ lẫn sầu thất bộ thank you.
tận vô cùng phổ lịch hạ thần ngưỡng can cao hạ ngự Việt hữu Việt Nam quốc Hà Nội thành phố Đống Đa quận Trung Liệt phường Thái Hà lộ cửu thập bát thượng nhị ngách ra số nhị thập tứ hiệu y vu giao quang linh hạ từ thượng phụ và thanh yên cung hạ thiên tiến lễ phát tấu biểu quan tỉnh và tuyên kinh cung nghênh tứ phủ mật đảo thiên địa kính lễ thiên quan phái sám bản từ điệt vị tiên thánh khao hiến sơn trang phụ cống kim ngân tài mã xuất thủ trình đồng phụng hành pháp giá trợ thí cô hồn khất cầu bản mệnh bình an lộc tài vượng tiến duyên sinh trường thọ sợ kim lần thủ hương giao quang linh từ một ân thanh đồng lưu hải trường từ quảng nghiêm đạo hiệu huyền đức đại tấu dẫn trình đệ tử dương gia long từ trần bản mệnh sinh kỷ mão niên hàng canh nhì thập lục tuế kim liên chính trị thái âm tinh quân bảng lâm bát quái đoài cung thần quan này hướng nhờ hướng càn thánh tính phủ giám toàn tâm ngôn niệm thần thẳng phao sinh bạch ốc lạng thuộc thanh đồng số ký định vu thiên cung mệnh thử căn ư tử phổ vi thử nhất tâm tưởng vòng mà cảm quay vi tư lương tư nhân đương tiết trí kỳ cung hành trinh lễ ngài do đi thủ kim người cát nhờ kiện thỉnh pháp sơ tiêu vô từ sứ tu thiết hương hoa kim ngân lễ vật tình cúng vô trần cổ hữu sớ văn kiện thân thương tấu à cúng vi nam mô đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn linh cảm quán thế âm bồ tát hợp liên hòa cúng vi tam giới thiên chúa cứu phụ vạn linh công đồng thanh đế ngọc về vân công chúa thanh công ngà thiên phủ liệt vị hoàng thái tử vương quan chư vị khâm sai cai đồng thủ mệnh thánh ngà thiên thiên phủ tứ thiên sứ giả trưởng và tào quan nhất thiết thánh chúng thánh ngà thiên cục ngà phụ nguyện các giám hội đồng chư tôn chắc giáng thung dung giáng ngự thứ quang lâm tá khẩu thông truyền hội đồng chuẩn là nạp tỷ đệ tử kim nhật thừa hữu tưởng vọng chuyển phong vân tâm tính viên minh trưởng tài hợp cách thành đồng khai nhẫn nhĩ nghi tông truyền chỉ phán này nhất thân kiến pháp bàn bồi thừa nhan đắc ngọc thánh ngân bất thắng kích thiết bình dinh chi trí cẩn sơ ngà thiên văn giáp thì niên lục nguyệt thập kính nhật đệ tử cấu thủ bách phái thương sơ ngàn à, chấp bỉ tấu môn pháp sự hả à? Nhất tồn quản đánh giáng đền giáng phủ ngự đầu đồng đồng đền giao quang hả à? Nhà họ Dương mệnh sinh Dương thế số hệ thiên đình nguyên do mệnh trọng căn thâm tâm trung mộ đạo ý vị kính thiên trạch tầm các nhật sở cạnh đồng đền thiết lập đàn duyên xuất thủ tình đồng hả anh em ta tuân y thượng lệnh giáng đền giáng phủ tiền đánh tiếng dưới buồng nhỏ cho nhà họ Dương từ nay trở đi từ mai về sau ăn cơm đình thần mặc áo bốn phủ có danh có diện có lương có lộc gia trung hưng vượng nhân vật bình an vận hạn giải trừ tai ương hiển tống hả chúng tâm đồng đền quan anh hả chúng tâm các thầy pháp sự tờ đơn bá sớ minh bạch rạch ròi kêu thầy van đỡ cho nhà họ Dương anh cho đắc lễ đắc tái đắc kêu đắc cầu công được thành danh được toại hả chúng tâm cầm ta chúc thánh tả hữu phủ tá các ghế bốn phủ hai hạng có nhòi thiên đình thoải phủ hạ tay lòng bút châu phê tờ giấy lá sỡ cho nhà họ Dương đàn duyên được ba vuông bảy tròn hả từ nay trở đi từ mai về sau yên căn lành số yên sổ thiên đình sở cầu như nguyện hả chứng tâm hả ha.
đã bút chư phê chín nhạc đã bút chư phê thỉnh mời chư tướng ngài đáo lai hộ trì tà sai đinh bộ kinh từ hiếu sai đinh tỳ kéo xa ầm ầm cờ vàng cũng giữa trung tâm văn sớ dâng lên thượng lại văn sớ dâng lên ngài về tấu đôi xưa phê rõ ràng về cho nhị tự trường sinh đệ nạp thiên tào sớ văn đệ nạp thiên tào tấu lên thượng giới cũng cao đến đỉnh tấu về thủy tế long quân đóng cân đài người ta khám xét tàn duyên hả? Đại khai chi kính minh như nhật thượng phá vi trần thế giới sung nhất tinh lão nhiên siêu bách ức lục trần thanh tịnh chứng viên minh. Khai quang dòng nhan thập cờ diệu quang miếng chiếu từ trung ngã tích tăng cũng giảng kim phục hoàng lân gần thánh chúa tiên trung mưa ca răng đất ra ân từ bi lân mẫn chúng sinh cố ngã kim tịnh lễ dòng nhan thập cờ diệu quang miếng và chiếu từ trung lên thiên lai văn sớ sinh lên ngài về tổng đối chép biên rõ ràng tự cho nhị tự trang sinh đặt gối tâu quỳ đệ tử con đặt gối tâu quỳ nguyện làm tôi tiên thánh ước tu đạo hiền nhân gian cuộc mệnh tu tiên ngụ tướng anh linh nghe quan hạ lệnh từ anh mà tùy sai cứ lời sai hiện định biến tướng nghịch lời quan giá ngự từ trung dù cho chấp chính phụ động thiên thiên thì nhạc tôn quang tố trình tố liên cho tướng thiên đình nhận đồng chấp lính thương trên tua cha tông linh và thánh trên cò khai quang dòng nhan thấp cờ diệu quang miếng chiếu từ trung ngã tích tăng cung giảng kim phùng hoàng lân cận thánh chúa tiên trung ngường ca lắng tâm sở từ bi mật chúng sinh cố ngã tìm định lời khai quang và chiếu từ trung dòng bay
phương mùa. Tứ Lân Sầu thất bộ. Tám nghìn tiên nữ dâng hoa, sớm khuya ngài phụng sự Đức Vua Cha Ngọc trong đình phàn hương bay trầm xả ý ngoài thành đô khói tỏ việc khai đàn mở phủ anh có nhờ thánh chú anh lùi cung hả? Sa Loan thanh gia hồi xuân linh sơn trang tòa sông tình yêu để tòa quan giám sát trên ngàn nở có sắc tặng phong số tử trên đời số sinh số tử trên đời một tay viên chép không sai số nào văn này võ nổi sao bách quan này văn võ nổi đào khi ra ngay bể ngọc lúc tòa trường ấy chính trực mọi đường thông minh chính trực mọi điều thank you.
quan ông phê truyền phan các quan tả phan hiệu phó lương ban đáo đảng lệnh truyền phan phó đôi hà tiến binh phan ba hằng hà kéo lên đánh truyền tiến độ phạm tư khai quang sắc nghe thập cờ xiêu quang minh chiếu đạn xuyên ngã tích tăng cung sang kim phụng hoàng thân cận thánh chúa tiên trung vương văn sớ dâng lên đương lai văn sớ dâng lên ngài về tấu đôi chúa phê rõ ràng phê cho nhị tự trường sinh đặt gối tâu quỳ đệ tử con đặt gối tâu quỳ nguyện làm tôi tiên thánh ước tu đạo hiền nhân gian cuộc mệnh tu tiên ngụ tướng thanh linh nghe quan hạ lệnh tùy anh mà tùy sai cứ lời sai hiện tình biến tương nghịch lời quan giá ngự thử chung dù cho chấp chính phủ phù động vâng mệnh hoàng thiên điêu thời vâng mệnh hoàng thiên Phật thánh chỉ truyền sang thế dương gian quang về mở phù khai đà thiên địa thủy nhạc tôn quan tấu trình tấu lên cho tứ thiên đình làm lễ quấn cầu quan lớn về làm lễ quấn cầu độ cho đệ tử qua cầu bình an được đi dẫu có gian nan lấy ở bể đông nước này lấy ở bể đông đem về mở phủ sạch không lầu lầu nước này lĩnh ở sông sâu cấp thực cho đồng ban lương cấp thực cơ đồng cấp ngân cấp duyên cho đồng bình an độ cho phúc đặc hà xa cho gió cho mây quát này cho gió cho mây mở sóng khóa phủ thấy hay má hồng đôn về chứng phủ chứng đàn hãy nở ra rồng trứng rồng lại nở ra rồng hạt thông lại nảy trôi thông rượu già bốn mùa phẳng lặng gan qua dân nan cuộc thái sướng ca chơi bởi quần thần phải đạo làm tôi lấy ở sông ngân nước này lấy ở sông ngân đi tắm cho bảy vía sạch không lầu lầu tắm cho đồng tử thanh tân bát công đức thủy lòng tân bát lòng độ cho lính mới bình an lấy ở sông ngân nước này lấy ở sông ngân đi tưới cho cây ngọc bốn mùa nở hoa bốn mùa kết trái sai hoa khai quang dòng nhan thập cờ diệu quang biên chiếu từ trung ngã tích tăng cúng dạng kịp phục hoàng lân cận thánh chúa tiến trung ngường vâng mệnh hoàng thiên điêu thời vâng mệnh hoàng thiên đi phật thánh chỉ truyền sang thế dương gian quan về mở phủ khai đà thiên địa thủy nhạc nghề tôn quan tấu trình tấu lên cho tới thiên đình làm lễ quấn cầu quan lớn về làm lễ quấn cầu độ cho linh mới qua cầu bình an đường đi dẫu khó gian đà bát công đức thủy long trần lâng lâng nước tiền tẩy hết bụi trần cấp thức cho đồng ban lương cấp thức cho đồng người cấp ngân cấp duyên cho đồng bình an đổ cho phúc đặng hà xa lại nở ra rồng trứng rồng lại nở ra rồng hạt thông lại nảy cây thông dược già bốn mùa xuân hạ thu đông
Cho gió cho mây khoát này, cho gió cho mây mở xong khóa phủ. Hây hây má hồng độ cho linh mới bình an. Quan biến chữ thiên chữ thập, quan biến chữ thiên ý độ cho ghế mới bình yên sang dầu độ cho muôn tuổi sống lâu. Lấy ở sông Ngân nước này, lấy ở sông Ngân tắm cho bảy vía đồng tân mát lòng, tắm cho đồng tử thanh tân bát công đức thủy lòng trần lâng lâng nước tiên tẩy hết bụi trần. Cho an bản mệnh, cho thân vững vàng đồng thanh bóng lịch khôn ngoan. Lấy ở sông Ngân nước này, lấy ở sông Ngân đi tưới cho cây ngọc bốn mùa sai hoa, bốn mùa kết trái nở hoa. Khai quang dòng nhan thập cờ diệu quang biếng chiếu từ trung ngã tích tăng cúng dạng kim phục hoàng lân cận thánh chúa tiến xuống ngừa. Đặt gối tâu quỳ đệ tử con, đặt gối tâu quỳ nguyện làm tôi tiên thánh, ước tu đạo hiền nhân gian cực mệnh tu tiên. Cực mệnh tu tiên nhân gian, cực mệnh tu tiên tứ phủ làm phép quân binh độ trì đệ tử con, đặt cối tâu quỷ lập đàn tiên lễ hình hai tiến dâng sớ để mở phủ trình đồng. Qua bến sông Mê độ đồng, qua bến sông Mê tài năng phát triển mọi bề hành thông quan về chứng lệnh cho đồng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
trông lên bốn chữ càn khôn chính khí. Đền thờ con lưu để chân sang thần linh chi tổ quốc dân an thanh trì đức gia ban quốc tế sao thành gia hồi chính sang tân xoành ngân xả bắc đôi vầng ngọc sáng xả nam đình phải thúc động tình con vua thoại quốc động tình với quan thái tử sáng sinh đền sông đức gồm vẹn thùng dung hòa mạc bẩm sinh thành tư chất dung nhan thỉnh mời quan lớn đệ ta khi phương diện mạo long nhan khác thường dâng một chiếc nhang tố về thoại tổ các ban các tòa thiên đình trong đó diêm la khai quang sắc nhan thập cờ diều văn minh chiếu đan xuyên ngã tích tăng cung sang tiên cung hoàng tân cả thánh chúa tiên trung ca lắng tân sơ âm từ bi
bận chúng sinh tố ngã kim đình để khai quang và chỗ tự chốn. Văn sớ dâng lên thương lại, văn sớ dâng lên ngài về tấu đôi, Chúa phê rõ ràng vì cho nhị tự trường sinh. Đặt gối tâu quỳ đệ tử con, đặt gối tâu quỳ nguyện làm tôi tiên thánh, ước tu đạo hiền nhân gian cuộc mệnh tu tiên. Ngụ tướng anh linh nghe quan hạ lệnh thuyền mà tùy sai cứ lời sai hiện linh biến tướng nghịch, lời quan giá ngự từ trung dù cho chấp chính phủ thủ đồng. Vâng mệnh hoàng thiên điều thời, vâng mệnh hoàng thiên Phật thánh chỉ truyền, giang thế dương gian quan về mở phủ chứng đàn. Thiên địa thủy nhạc tôn quang tấu trình tấu lên cho tới thiên đình. Nhận đồng chấp lĩnh thượng trình vua cha tấu lên Phật thánh trên tò. Làm lễ quấn cầu ông lớn về, làm lễ quấn cầu độ cho linh bơi, qua cầu bình an đường đi sống có gian nan. Lấy ở bể đông nước này, lấy ở bể đông mi đem về mở phủ, sạch không lâu lâu nước này lính ở sông Ngân. Bát công đức thủy long sân lâng lâng nước tiên tẩy sạch bụi chân. Lấy ở sông Ngân nước thời, lấy ở sông Ngân tắm cho bảy phía thời đa bình an đức tiên, lấy ở thỏi quan cấp thực cho đồng ban lương, cấp thực cho đồng độ cho ghê mới, đời đời bình an độ cho phúc đặng hà xa. Cho gió cho mây quạt này, cho gió cho mây bỏ xong khóa phủ, hây hây má hồng quan về khai phủ sức đà. Lại nở ra rồng trứng rồng, lại nở ra rồng hạt thông lại nảy, cây thông dược già bốn mùa phẳng lặng cạn qua. Dân an quốc thái xứng ca chơi bời, quần thần phải đạo Chúa tôi trên thuận lòng trời, giữ đẹp lòng dân hội đồng và phủ nghiêm quân. Lấy ở sông Ngân nước này, lấy ở sông Ngân tắm cho bảy vía đông tân mát lòng, tắm cho đồng tử hành tân bát công đức thủy lòng sân lâng lâng nước tiên tẩy hết bụi trần. Lấy ở sông Ngân nước này, lấy ở sông Ngân đi tưới cho cây ngọc bốn mùa xanh tươi, bốn mùa kết trái nở hoa. Khai quang dòng nhan thấp cờ diệu quang miếng, chiếu từ trung ngã tích tăng cúng dạng kim phục hoàng lên cẩn thánh Chúa tiên trung ngường. Làm lễ quấn cầu con lớn về, làm lễ quấn cầu độ cho ghê mới, qua cầu bình an đường đi dẫu có gian nan. Qua bến sông Mê độ đồng, qua bến sông Mê tài năng phát triển, mọi bề hành thông quan về mở phủ khai đàn. Thiên địa thủy nhạc tôn quan tấu trình tấu lên cho tới thiên đình. Lấy ở bể đông nước này, lấy ở bể đông uy đem về mở phủ, sạch không lâu lâu nước này lấy ở sông Ngân. Bát công đức thủy lòng sân lâng lâng nước tiên tẩy hết bụi trần. Cấp thực cho đồng ban lương, cấp thực cho đồng người, cấp ngân cấp xuyên cho đồng bình an đổ cho phúc đặc hà xa. Ban ngân cấp thực kim ngân bạc vàng đổ cho phú quý đề đà. Qua bến sông Mê độ đồng, qua bến sông Mê tài năng phát triển, mọi bề hành thông quan về khai phủ trứng đà. Lại nở ra rồng trứng rồng, lại nở ra rồng hạt thông lại nảy, cây thông dược già bốn mùa phẳng lặng khan qua.
dân an quốc thái, sướng ca chơi bởi quần thần phải đạo là tôi. Trên thuận lòng rời, dưới đẹp lòng dân, hội đồng nghiêm chỉnh ba quân. Lấy ở sông Ngân nước này, lấy ở sông Ngân tắm cho bảy vía, đồng tân mát lòng tắm cho đồng tử thành tân, cho an bản mệnh, cho thân vững vàng đồng thành bóng lịch khôn ngoan. Tâm thân hoa lạc đảm đang mọi về cho đồng qua bên sông về. Lấy ở sông Ngân nước này, lấy ở sông Ngân tưới cho cây ngọc bốn mùa nở hoa, bốn mùa kết trái nở hoa. Khai quang dòng nhan thấp cờ diệu quang điên, chiếu từ trung ngã tích tăng cung giả tìm phụng hoàng lân vật thánh chúa tiên trung ngừa. Quỳ đệ tử con đặt gối tâu quỳ, nguyện làm tôi tiên thánh, ước tu đạo hiền nhân gian, cược mệnh tu tiên. Cược mệnh tu tiên nhân gian, cược mệnh tu tiên, tứ phủ làm phép quân binh độ trì. Đệ tử con đặt gối tâu quỳ, lập đàn tiên lễ, hình hai tiếng dâng sớm để bỏ phủ chính đồng. Qua bến sông Mê Đô Đồng, qua bến sông Mê tài năng phát triển, mọi bề hành thông quan về chấm linh nhận đồng. Yeah.
giáo lễ tự thần cẩn cấu về Việt Quốc Hà Nội thành phố Thái Hà Nô cửu thập bát thượng nhị ngách ra số nhị thập bát hiệu y vũ giao quang linh hạ tân và bồ và tây yến cung thượng thiên yến lễ xuất thủ trình đồng pha tấu biểu quan tịnh và tuyên kinh cùng anh tứ phổ máy yến sơn trang và đảo thiên địa tính lễ thiên quan cùng cống hoàng nghi tài mã cùng nghinh thánh giá chắc dáng dương đồng trợ trí đẳng chúng cô hồn xuất cầu bản mệnh bình an lầu tài vượng tiến tăng thiên trường họ sợ tên thần đệ tử dương gia long nguyên tài tống quốc phúc châu xây tài việt nam quốc cống kỳ trí tư thân bản mệnh sinh kỷ mão niên hàng canh nhị tập lộ tuế lương nguyệt nhờ thời sinh thiên quyền cung thượng thuộc trung thiên bắt đầu đệ tứ văn cúc tinh quân thiên tạo bản mệnh thiên bị cung phạm bá ngũ nguyên thần thạch văn dương chân quân lưu liên vận trì thái âm tinh quân vàng lâm bát quái đoài cung thần quan à. Tướng nhân hướng càng cao vô phủ giám vi thành thiết niệm thần đẳng phao sinh trần giới kết tập nghiệp duyên tuy xót thân lãi phụ mẫu sinh thần nhi căn mệnh hệ thánh thiên quản hạ trưởng dục đắc an và tính mệnh tất tu túc triển tinh thành kỳ vô nghiệp trọng phúc kinh thừa sự bị hải vô thanh ý à. Chướng thầm về điển xuất ngôn an là phu nhân tình do thì kim huyền cát nhật quyền thị pháp sư tự quảng nghiêm đạo hiệu huyền đức thanh đồng lưu hải trường nghệ vu giao quang linh từ thiết lập đàn duyên cung trần bái hạ đạo cung vi nam mô đại từ đại linh cảm quán thế âm bồ tát hồng liên tòa đạt tới địa chúa tứ phủ vạn linh công đồng thánh đế công bệ hạ thiên thiên tam và vương mẫu ngũ vị hoàng tử vương quan ngọc điện hạ trong tay bản mệnh lợi kinh diệu phù hoa khai ân công chúa thánh hạ tiền thượng thiên thượng ngàn vị phụ liệt vị công sai hoàng triều hoàng quần tiên cô thánh hạ tiền bản đàn phụng sự nhờ tiết miệt vị uy linh vị hạ tiền cùng phong kim dung đống vị ngọc trúc hoàng suy tử dục tư bồi thiện quả dĩ biên thành mạc vận thần cơ điểm xuất cát hoa nhi sáng lãng à y quang vô ảnh linh ta ngoài vòng tùy cung đường hà đức thừa tức thứ đắc quy bội ư và ma tịch danh chính ngôn tuần hiến di vu sử chi buồn phong hòa cứ phúc lai doãn hiệp đồng mông chi các khánh à cần ý tế thứ giáp tìm niên lục nguyệt thập tứ nhật cẩn bạch lương đà gia trì pháp sự thần tự quảng nghiêm đạo hiệu huyền đức phụng hành à. Anh em ta xin phụng mệnh hoàng thiên dưới vương mạch đình thần bốn phủ cầm ấn nguyên nhung cửa đức mẫu vương à quyền anh em ta thủ đền thủ phủ giao quang linh từ nhà họ Dương mệnh sinh Dương thế số trọng căn thâm mã trạch tâm các nhật sở tại đồng đền thiết lập đàn duyên xuất thủ trình đồng anh em ta tuân y thượng lệnh giáng đền giáng phủ ngự thần tượng lô hương giáng đầu đồng đồng đền giao quang hạ ban khen nhà họ Dương nhất nhất một lòng khăng khắng một dạ việc đình thần bốn phủ không dám cơn sai anh nhận đồng thương đồng nhận lính thương lính cho nhà họ Dương từ nay dở đi từ mai về sau ăn cơm đình thần mặc áo bốn phủ có người có của có danh có diện có lương có lộc gặp kẻ có đức gặp người có nhân thành gia thành thất nên vợ nên chồng lớn họ dài dòng hả ban khen gia chung họ Dương hả anh cho gia mạnh khỏe trẻ bình an được đắc kỳ tài sai kỳ lộc chứng tâm các thầy pháp sự tờ đơn lá sớ minh bạch rạch giỏi kêu thay van đỡ cho nhà họ Dương anh cho đàn duyên được viên mãn hả có nhỏi thiên đình thoải phủ âm anh chi âm Dương anh chi Dương hả chứng
tâm đồng đền quan anh tăng phúc tăng thọ cho đồng đền hả? Cho giao quang linh tử được Thái Sơn bàn thạch ước liên hương hỏa cao khoa tráng lệ thập phương chiêm bái quốc đạo chân cầu hả? Thành lý dành cho thánh lý tiếng cho đồng hả? Đông con hương sang đệ tử xa biết tiếng gần biết oai hiện bóng linh đồng cuồng phủ các thầy pháp văn pháp sư cầm ca chúc thánh anh thêm hơi một sức cao tiếng hát vang dày đàn phải của phủ giá để được sáng con mắt khéo đôi tay hả thế mà trang tố cửa đình thành cũng phủ cho được hẳn hoi hả chứng tầm các ghế bốn phủ hai hàng cơ cánh bản hộ anh cho chủ nào phúc ấy cầu được ước lên hả cuồng phủ quốc thái dân an phong điều vũ thuận dân thôn bản hạt sở cầu như ý xảo nguyện đồng tâm hả đàn sơ lễ gọi thiếu anh cho làm đủ ít anh cho làm nhiều hạ tay long bút châu phê phó ý có nhời thiên đình cho nhà họ Dương được sở cầu như nguyện hả đôi chữ trường sinh phê cho đôi chữ trường sinh chữ phú chữ quý kháng ninh thọ trường phi so sức mạnh đôi đường kháng ninh phú quý lộc tài đề đa bốn mùa phẳng lặng tam quan sơn xuyên xuất chúng người thủy bộ trừ binh thủy bộ người trừ binh khi nương mây trầu trực thế đường xá xa xôi hả nhất tâm cửa mẫu cửa tôi hả tằng phúc tằng thọ cho cái chị hả được bách niên giai lão hả thế mà con thảo cháu hiền hả dài dòng đông họ hả thế mà lo được việc gia tiên tiền tổ được hẳn hoi hả thế tôi ban khen hả thế mà cái này tôi nhờ cái anh hả vâng báo cáo với thầy là chưa đi công việc chưa thế sắp bạc bao phê nhuộm đỏ hồng sông pha trong trận xa như không xa tay tiếu nước trường để ngàn năm với non sông trình sang tân xoành ngân sở bắc đôi phần hồng đôi phần hồng sáng sáng Nam Ninh là con vua thỏi quốc Đông Đình vương con thái tử sáng sinh ngôi đền sông thế mà cái này tôi...
ban khen ban thưởng huynh đệ nhà Giao Quang hả? Thế mà thương em bé mọn hả? Thế mà các anh mà lo công lo việc cho cái ghế họ Dương từ hai ngày hôm nay hả? Tôi mở kho triều đình ban lương cấp thực các anh hả? Xứng tâm các anh hả? Hàng tu đối ngôi thiên đình tùy phù sân lạnh giang quy củ bốn phương uy gia chấp chính kỳ cương cầm cân nảy mực sửa sang việc trần thế gian mái thuyền lan nổi dòng sông xích bích hồ quân trèo du lịch bốn năm phương có phép đi tuần thú sông thương trở về tỉnh Bắc quá gian lục đầu giá lâu đài điện cát dâng nước về thoại quốc một khi qua đại giáng sông thao con sông cả sợ ra về ngài đông ngã ba tranh sướng tha đàn hát tập tành thì ngâm phú lục đẩy đàn xanh chơi bời tan tiệc rồi về nơi thoại phụ xong tay cần phi phương biến hóa vô nghệ an ni thường hà đại giang chiếc thuyền rồng treo quế buồm loan khi rơi bạch hạc lúc sáng mà tam cờ sao thần thư tán phiên tam đạo chuyện chư quân nhị đạo tiên phong chiến theo cờ phất trống sông thuyền
thuyền sau bè trước giữa dòng này lênh đênh. Trống cầm canh, trống cầm canh chim vang anh nói, nốt xanh vàng chậm đổi sứ mang. Triều đình văn võ bách quan dài lên đón rước vương con về chầu. Ngự giờ lâu phán lời nhân thứ, kíp say lên để cứu trợ trần gian. Một tay hoàng thái tử đệ tam, cứu sinh cung lắm ngài đồ oan cùng nghiệp. Đủ mọi điều tài kiếm văn võ, trong bách thần thì nào có nhường ai. Lược thao văn võ toàn tài, đền thần tam tư phủ nào ai có dám bì. Chân sang khi, chân sang khi lên ngàn xuống biển, lạnh sang từ túy địa xanh lam. Đền thờ toàn tán tia kiều phàng, tả lòng những hồ thạch bàn hay còn tin. Khi lên sầu ngọc hoàng thượng đế, lúc ra về thủy tế long cung. Có phèn biến hóa thần thông, lốt vàng chìm nổi bể đông mà giữ nghỉ. Lên thiên đình cưỡi mây ngắn gió, ngọn cờ đào thắng cho đường tiên. Có phen đi chơi cảnh lê biên, lầu lầu thu nguyệt soi bên giang hà. Trống cầm cánh cha chiến anh ngỏi, lốt thạch hoàng trầm nổi dư. Thanh xa hồi cung, trôi trôi sắc sông vô phong. Trôi trôi sắc sông, quyền quan đệ tế oai hùng ở dậy pha.
trên phan các quan tả phan như phó lưỡng ban đã đàn lệnh truyền phan võ tôi hà thiên binh văn mã hằng hà kéo lên lệnh truyền thiên đổi phạm tư thiên đội vạn cơ lệnh truyền thiên đội vạn cơ ông lớn bây giờ sắc dáng anh linh trước là bảo hộ dân tình văn sớ xưng lên thương lại văn sớ xưng lên ngài về tổ đội chép biên rõ ràng tiên cho nhiều tràng sinh đặt gối tâu quỳ đệ tử con đặt gối tâu quỳ nguyện làm tôi tiên thanh ước tu đạo hiền nhân gian cược mệnh tu tiên thiên nhân thông vi ngại nhục nhân ngại vi thông pháp nhân duy quán tục tuệ nhân trực viên thông thần nhân như thiên nhật chiêu dị thể hoàn đồng viên minh pháp rơi nội vô sứ bất hàm rong nhân nhân giai củ thúc vân vật tổng viên thông đỉnh bốn khai điểm nhân giáo hóa tổng bát không khai quang thập cờ diệu quang điểm phả chiếu hình nhân ngũ tướng anh linh nghe quan hạ lệnh thuê anh mà tùy sai cứ lời sai hiện tình biến tướng nghịch lời quan giá ngự từ sung dù cho chấp chính phủ đồng Hãy
thảo hiền, tu nhân đích đức chép biển thọ trường. Đạo thầy giáo